vừa cho con nó đi đi đéo gì đây này, cái sản phẩm mà nhãn rẻ nhãn đền bù sau một thời gian các ông trồng nó như thế này này. Nói chung là ở tôi thì cái nhãn mấy cái ấy là nhưng mà chết cũng nhiều đấy này. Kiểu trồng để chờ chỗ này mai sau nó đền bù ấy. Đấy, không dâm ủ mấy cả không ấy thế là nó chết nhiều đánh thẳng cái này, chết bẻ hết. Đây về sau này các bạn trồng sau một thời gian vài 1-2 năm thì nó lên được như thế này này. Đấy. Những cây rẻ là nó như thế này này. Ôi như cái vườn này ông đéo chịu tưới chết một loạt. Chết vào một lửa. Còn sau đấy nó lên tán được như thế này này. Nói chung là đi qua đây thì thấy ông chú ông đánh xoài xong rồi giá thì rẻ. Đây là những cái dự án này là bà con trồng như này để bà con chờ đền bù đấy. Bây giờ nhà nước cũng khôn. Đây này chết đây này. Bên kia cũng thế kìa, học nhau trồng để lấy đền bù đây này. Ơ mẹ này còn. Từ từ nha, xong rồi. Đấy, hôm trước con nói với các bạn ở đây vẫn trồng ngô. Nhưng mà cái này lại này này. À, cứ nãi lợi nhuận gấp bao nhiêu lần sợ không? Mua chỉ có 200-300 nghìn. Mai sau đền bù tiền triệu. Đây chết cũng nhiều. Cho các bạn tham quan cái quá trình ở tôi nhá. Ở tôi thì nói chung là cái thế mạnh để trồng cây đây này. Vườn nào cũng trồng cây trong chờ đền bù. Chả có cái mẹ gì gọi là làm giàu nhanh bằng cái cây đền bù. Đấy, trồng cứ rít này. Nhãn xong rồi cứ cắt cụt như này xong rồi cứ 200-300 xong mai sau được đền bù mấy triệu bạc. Ở tôi những cái cây này đã được đền bù mấy triệu rồi. Thế là có mộc ở nhà cũng có mà mộc nói chung là bảo cái thủy ấy. Đây cũng chết rồi. Kiểu trồng sau một thời gian thì các bạn là phải tưới, phải theo được nước. Đây. Các bà con cứ chơi quá. Mua cây 200-300 mai sau được đền bù mấy triệu bạc. Đây nhá, trồng sau một thời gian nó lên tán như này này. Những cây kia lên tán này tốt này. Còn dưới đây là cam đường canh. Đấy, để trồng mai sau thành cây choai. Xong rồi bán. Đấy, còn cách làm giàu thì nó toàn như thế này. Cứ cây mấy trăm nghìn nó mai sau nhà nước lại đền bù 2-3 triệu. Đấy, còn dưới này là cam đường canh. Cam đường canh làm từ cây giống là bưởi hạt, ghép cam đường canh. Xong mai sau lên cây choai là lại bán cho các bạn ở trên nông nghiệp. Còn những cái cây mà trồng cây đền bù nhãn lên xong rồi nó chết rồi. Đấy, còn những cây nó lên thì nó như kia. Còn trồng về ăn quả cũng được. Đấy thì quá trình là các bạn xem là nó cắt cụt như này xong mai sau nó lên tá lán là như kia. Đấy xong bắt đầu nó ra quả. Cứ bà con cứ thế này thôi. Cứ ở dưới thì trồng cây để kiếm tiền luôn, phải chăm sóc rất là tử tế. Thế này những cái cây này này. Nên là trong vòng 1 hoặc 2 năm là bán cây giống luôn. Còn các cái ông cảnh này là chờ đền bù. Đấy còn các bạn trồng như thế này thì các bạn thu quả cũng được. Nhưng thường thì ở tôi thì nghe nhạc luôn đoán chương trình là bà con trồng để đền bù. Đấy và đây này bà con trồng bên này. Tức là ở dưới có làm gì đéo canh tác cái gì đâu. Cứ trồng như này xong rồi mai sau nó nhà nước đền bù. Đấy là cái câu mà cái đéo gì Tùng Dương nó hát Việt Nam quê hương tôi mấy cái đéo gì đấy. Một vòng Việt Nam. Nhưng ở những cái bài này thì ông nào cũng hát bài một vòng Việt Nam đấy. Con rồng cháu thiêng mấy cái đéo gì, con rồng cháu tiên mấy cái thứ. Nhưng mà đất nước là của chung nhưng chả của riêng bố con thằng nào. Cứ thằng nào đến tay thằng nào thì thằng ấy phất. Cờ đến tay thằng nào thằng ấy phất. Chúng ta cũng như kiểu ký sinh như chúng ta hút máu các kiểu đấy. Tại vì cái này tiền thuế thì thằng nào cũng phải đóng. Đúng không? Bố mày bây giờ trồng cái nhãn 200 hay 300. Bố mày mai sau bố bán được 3 triệu thì xong rồi đến lượt mày. Xong rồi lại đến lượt mày. Còn nói chung là ở đây này vườn nào cũng thế. Còn ra đây cho các bạn xem cái xoài. Nói chung cái hàng cây giống. Đất làm đất này. Dưới này trồng bầu bí các kiểu. Cái đây này cái cam đường canh. Bà đang làm đất. Vườn nào cũng thế nhỉ. Vườn nào cũng trồng nhãn. Nó đáng nhẽ là phải đi vào cái luống này này.
cái bên kia là cam đường canh. Thôi được rồi, đi ra ngoài này cho các ông xem cái xoài. Xoài xoài đang đánh nhưng mà có mấy chục nghìn một cây. Nhưng mà phải mua nhiều cơ. Đây là giới thiệu sơ qua cho các bạn cái mô hình. Cái ở đây thì là ở đây là khoái châu Hưng Yên. Đấy, nó tùy theo cái sản phẩm các bạn mua. Đây này, cam đường canh trồng thành cây ấy này. Ở đây là rẻ nhất. Ở cái nơi này này. Thì các bạn biết những cây cam đường canh này nếu các bạn mua, nói chung là cũng còn tùy theo các bạn mua số lượng như nào. Đây là cái quá trình mà làm cây giống từ lúc cây con, từ bưởi hạt. Tức là cái địa chỉ thì thực tế là phải xem là các bạn mua cái gì. Mua hoa hồng thì cái thủy nó sẽ định vị cho các bạn để các bạn đến. Chứ bây giờ các bạn hỏi địa chỉ chỗ này nhưng mà đến đây xong rồi các bạn bảo ơi tao mua hoa hồng thì ở đây không có hoa hồng. Các bạn mua mộc thì nó sẽ có địa chỉ của mộc. Đây là nhãn này, ghép đây này. Đấy. Hiểu chưa? Còn ví dụ như các bạn mua hoa hay là mua cây ăn quả ngoại nhập, mua cây ăn quả trong nước, đây là những cây cam đường canh ghép từ cái bưởi hạt. Đấy. Còn đấy thì các bạn phải xem các bạn mua cái gì. Cho địa chỉ, nhưng mà ví dụ như bảo cái thủy ấy là tôi muốn mua nhãn đền bù chẳng hạn, thì nó sẽ định vị, tại vì định vị cho các bạn đến đây thì nó hết mẹ nhãn rồi, thì nó lại định vị cho các bạn ở dưới Tân Dân. Đấy. Chứ còn các bạn xin địa chỉ thì phải xem các bạn mua cái gì thì nó mới định vị theo cái sản phẩm được, hiểu chưa? Mua nhiều loại thì phải xem ra, ví dụ như là ở đây thì là khoái châu, đây là vẫn là thuộc Tân Dân, Tân Dân khoái châu Hưng Yên. Còn ví dụ như là các bạn mua, đây là ví dụ như ở đây là cái cam đường canh này. Đấy, và nhãn đền bù này. Ví dụ mua hoa thì này ở dưới Văn Giang. Đấy. Hoa với các thứ mộc hương với các thứ thì ở Văn Giang. Còn nếu mà mua cây ăn quả ngoại nhập thì nên khu ấy là khu 31 hecta Châu Quỳ. Mấy anh em thì có mấy cái vườn ở đấy. Còn đôi khi là có những cái cây mà mẹ nó hết rồi, nó chưa nhập về như thì là lại phải các bạn phải cọc tiền thì mới lại nhập về. Đây cái bưởi này, bưởi đền bù đấy này. Đấy. Tao thằng kia là quang gánh, tao muốn học cờ của mày được không? Đấy, cá đây này, bưởi đây này. Bưởi này là những cái hàng mà xịt sơn này. Cái khi các bạn lớn lên như mình ấy, là thích cái mùi bưởi này lắm nhá. Và bây giờ là cái hàng bưởi đây này nó đậu quả đây này. Về cái bưởi này các bạn trồng xong rồi cái mùa này chơi hoa cũng được. Còn khi các bạn cao cấp lên thì là tìm những cái cây mà thoát thân, xong rồi hàng chậu. Đấy, còn bây giờ cái tầm này bây giờ có tí chút tuổi vào là mẹ nhìn hoa bưởi thích. Xong rồi cái việc bưởi nó kết quả này. Đấy, thích lắm. Đấy, còn chơi thì đấy thôi, nhiều người ta chơi mộc. Nhiều người như mình bảo bây giờ có tuổi là thích chơi bưởi cơ. Nó thơm. Nhưng mà cái dòng bưởi gai ấy nó mới hoa thơm. Tức là cái dòng bưởi là nó chơi chuyên chơi hoa. Cái dòng bưởi này là toàn ở tôi, toàn bưởi diễn. Là nó không thơm bằng. Và cái chùm của cái hoa bưởi gai ấy, thì dòng bưởi gai là cái dòng bưởi chơi hoa. Còn bưởi diễn thì là cái dòng ăn quả. Đấy thì là khó đạt. Tức là cái gia các ở đây của bọn tôi là toàn bưởi diễn. Đấy, đây là các cây bưởi diễn này. Đấy, để anh em ví dụ như thế này nhá. Một cái cây như này ra ngoài kia các bạn xem những cái cây bưởi ở trên cảnh ấy là trồng xuống như này, những cái cây như này phải 2 năm ở dưới ruộng này. Để nuôi tán xong rồi vít tán. Đấy, xong rồi mới lên chậu. Tháng 3 tháng 4 rồi mới ghép. Đấy, còn hôm trước có nói với các bạn rồi. Những cái cây này thì nó cũng nếu mà mua nhiều ấy nó cũng như ngang nhãn. Nó như ngang nhãn mấy trăm nghìn một cây. Đấy, mua nhiều thì những cái hàng ngày xưa mình đánh gốc tầm này mấy trăm nghìn. Nhưng mà sau đấy khoảng tầm 1 năm 2 năm mà nuôi ở dưới này thì cũng là tiền triệu. Nó ra tán như bọn cánh con kia là lại tiền triệu. Đấy. Đây còn bữa nhãn nhất sau khi các bạn mua cây. Muốn mua rẻ thì phải mua nhiều. Cái thứ hai phải tìm được nguồn. Chứ còn các cây nhãn này nếu các bạn mà mua của người ta thì nó khó. Tại vì là cái cây nhãn này nhà nước phải đền bù cho người ta mấy triệu, 3 triệu bạc. Hiểu chưa? 3 triệu bạc một cái cây nhãn này thì ai bán cho các bạn mấy trăm. Ghép cam với cả ghép chanh. Ghép chanh đây chanh. Đây là cây bưởi, gốc bưởi.
ghép chanh. Còn đây là cái cây xoài. Xoài thì mấy chục nghìn. Mua nhiều hay mua ít tầm, nói chung là tầm 40 nghìn một cây. Banh 16 cao cây trên 2 mét. Đây là đã cắt hết rồi, cắt để trồng lại. Đây gọi là dâm ủ. Có bầu có miếc đây này. Đấy. Vành nó to phết đấy. Những cây to này là banh 16 này. Banh 16 mà một vòng ôm này là 5 phân. 5 phân gốc. 40 nghìn. Nếu mà các bạn mua thì nói chung là ở các đơn vị khác người ta cũng toàn báo tầm trên 50-60 nghìn. Đấy, một hàng già xoài này. Xoài này là xoài, nói chung là ngày xưa anh em trồng thì theo cái kiểu là xoài Đài Loan. Xem cái vết ghép. Còn nói chung là các cái hàng này là hàng để trồng công trình ấy. Đấy, chứ không phải là cái hàng mà để cho các bạn ấy. Hàng để người ta trồng choai nên để người ta lấy bóng mát, cái công trình đã không cần phải quả thì biết là xoài thôi. Biết là xoài ghép nhiều lên đây là ông đang chở xoài đấy, mấy chục nghìn. Có hồng thì bảo cái thủy ấy, đây ở đây này, bà con cứ trồng nhãn đền bù. Gốc to phết này, gốc to 15-16. Đây là làm mát hết. Mang ra dâm ủ. Từ đợt cái ruộng này nhá, cả cái ruộng này là xoài. Giá rẻ quá thì là đánh không hết. Còn nếu mà đánh mà bán là mà tiền triệu hoặc mấy trăm nghìn thì bao giờ câu dầm nhiều cây nó vỡ bầu ấy. Là ấy. Quá đẹp đúng không nhỉ? Mấy chục nghìn một cây. Mẹ vào cái tiền lưới, tiền công đánh bà đó rồi. Đấy, nhổ đi cũng nhiều đây này. Đấy, vỡ bầu ấy. Đánh nó vỡ bầu. Để cái ruộng này là làm việc khác. Đấy thì hôm nay cho các bạn xem nè. Xoài có những cây mẹ vanh 15, 16. Đây, cây đánh lên này nha. Ở kia thì cho các bạn xem thì đấy là cây đã dâm ủ mấy ngày rồi. Còn cái hàng đánh ở đây như này. Đây, cao 2 mét. Gốc như cây này thì nó từ 10 trở lên. Từ 10 trở lên. Đấy. Có những cây thì vanh như con này 13. Nếu bình thường là 8 nó to lắm. Nhưng vậy khi các bạn trồng thì đây là con này 10 vanh 16 luôn này. Đấy. Thì thường là người ta nhận các bạn vanh từ 10. Cao cây 2 mét như con này này. Một tay tôi ôm như này là các bạn biết là nó tầm 5 phân. 5 phân gốc. Uốn bonsai cái hàng này nó to như này, uốn làm sao bonsai. Bonsai thì các bạn phải ấy ngay từ đầu. Các bạn chỉ cắt cụt đến đây này. Thì mà uốn bonsai. Các cái hàng này là hàng trường người ta trồng cây công trình. À, các bạn hình dung chưa? Uốn bonsai cái hàng này thoát thân cao như này thì có uốn bonsai. Cái ngày xưa thì là đấy là từ 10 và gốc 3 phân trở lên. Nhận có những cây 15 16 cơ. Ở đây cho các bạn biết là cây ấy đây này, chanh với bưởi này. Để lên một cây bưởi cảnh Tết nó mất rất nhiều thời gian. Rồi nói thêm cho cái việc là cây giống ăn quả các thứ. Hoa tầm này hoa bưởi đẹp. Chanh nữa. Là một cây bưởi mà lên chậu mà bán Tết nó mất. Như ông cấy này là mất từ ở dưới đất lên nó phải như này nó phải 4 năm. Năm ngoái ấy 4 năm. Còn các cái hàng bé này thì không nói làm gì. Năm ngoái ế thì từ lúc mà như thế này này. Đấy, cắt cụt như thế này này. Là rẻ nhất có thể. Ông nuôi dưới ruộng mất 2-3 năm. Những cái hàng như thế này mất 2 năm. Làm 8, vít 8 xong rồi. Năm sau nữa mới ghép quả. Còn ở tôi cái việc sản xuất cây giống thì đây như các bạn xem này. Như ở dưới này này. Thả dưới ruộng. Từ lúc cắt cụt xuống đây nó mất 2 năm. Để nuôi được cái tán này và vít tán. Để nó tròn như này. Đấy. Nó mới cho lên chậu. Còn cái việc sản xuất cây giống của tôi nhá. Đây để cho các bạn biết nhá. Còn như cái hàng này thì lại là hàng cái tán nó suông. Đấy thì mà muốn lấy cái này là phải cắt cụt. Cắt cụt xong rồi làm nại. Mầm nọc nại. Đây kể cả la. La thì bây giờ thường là anh em ghép cái la sầu riêng. Đấy ở đây thì chủ yếu động lực là cái cây... cây cây
cam đường canh. Đây là các cây na. Na xong rồi bắt đầu bắn mắt vào. Na sầu riêng. Còn na này vẫn là cái na gieo hạt. Na sầu riêng mà tôi nói với các bạn rồi, tức là các cái hàng này bắt đầu nuôi là cây hạt. Xong sau đấy mới ghép na sầu riêng. Đây những mắt này, mắt na lên này. Đấy. Na sầu riêng là cái loại mà quả nó to mà. Mà cái đợt mà mình quay cho các bạn là tầm 3 cân, là hơn 3 cân hay sao. Đấy. Việc nhân giống của tôi. Ngày xưa mình bán thì các cái giống na đấy nó ăn 30-35 nghìn nhưng toàn bán đầu nghìn. Đấy, cho quay cho các bạn như này thì thường là các bạn bảo mày báo giá có ba mấy nghìn thì cho tao một cây. Xoài này cũng thế, cho tao một cây. Nó mệt. Những cái hàng cây giống này với các thứ này là thì nói chung là chỉ phát nai như này để quy tụ cái ông nào ở trên vùng ngược ấy. Người ta có ruộng người ta thành hecta ấy. Người ta trồng. Đấy, trồng thay keo thay kiếc thôi, bạch đàn các thứ ấy. Chứ còn bán cho hộ gia đình xong rồi mua một cây như này thì ngày xưa mình mới làm. Ngày xưa cái thời cái cây giống ăn quả này này là cái thời tôi khởi nghiệp đấy. Đấy, ông nào mua một phát là đi thồ từng cây một. Đấy, ông ấy là chốt này, một cây bưởi này, một cây xoài này, một cây bưởi da xanh này, một cây bưởi ruột đỏ này, một cây la này, một cây ổi này. Chốt 4-5 cây ông ấy mua thùng xốp về ông ấy trồng. Đấy, cái thời khởi nghiệp của mình là như thế, đi lên từ như thế. Chứ bây giờ khởi nghiệp một phát mà có người mua 300-400 cây xoài thì ai khởi nghiệp được như thế, đúng không? Đấy, khởi nghiệp là như ngày xưa là đăng bài. Đấy, đăng một cây nhãn này, một cây bưởi này, nhãn 10.000 này, bưởi 12 này. Đấy, còn đây quá trình sản xuất cây giống của tôi này. Nói chung là chỗ này cũng là cái quy mô nó không phải là nhiều đâu. Quy mô cũng bình thường thôi. Đây cái thế mạnh là cam đường canh. Đấy, thế mạnh là sản xuất cam đường canh. Từ cái bưởi gieo hạt, tức là cam đường canh rất nhiều. Đây cho các bạn đi thăm thú một tí. Còn cái ngày xưa mình phát cho cả, đây là hồng xiêm xoài. Đấy, nhiều chưa? Xưa một mình thằng cô em nó làm cho 10 vạn. 10 vạn tức là 100.000 cây hồng xiêm. Đây là hồng xiêm xoài này. Đấy. Bát ngàn. Nhưng mà năm trước nữa thế là nó bảo là lại tăng giá anh ạ, thế là tiếc quá bán rẻ. Hồng xiêm xoài. Xiêm cũng chậm lớn, ghép bao nhiêu năm. Đây ra ngoài này cho các bạn xem đây, cam đường canh đây. Nhà nào làm cây giống cũng như này. Đấy, cây giống như này. Nhưng mà vì là hàng rẻ tiền cho nên là phải mua số lượng. Cái thời ngày xưa mình khởi nghiệp, mình chụp cam đường canh, xong rồi chụp bưởi. Mỗi bài, ngày xưa không live stream như này. Live stream mẹ cái đợt khởi nghiệp live stream thì có chó nó xem, kéo ai xem. Cũng đăng chia sẻ lên các hội nhóm. Đăng bưởi 12, bưởi 5.000, bưởi 10.000. Đấy kiểu vậy. Còn hôm nay giới thiệu cho các bạn là những cây đấy toàn nhãn đền bù đây này, cắt cụt. Sau một thời gian thì nó tán như thế. Đây nó gần đường, đây còn cái mà các bạn xem là đây này phải làm chứ người ta cũng không live stream đâu. Người ta phải làm, người ta mới sau đấy mới có tiền. Trồng bưởi hạt. Ghép bưởi hạt. À, ghép vào trên cái bưởi hạt thành cây cam đường canh. Xong rồi trồng đây, xong rồi cho ăn. Đây là cả chấu này. Cho. Đấy, cho. Để mai sau thành cây choai để bán. Đây bạt ngàn. Đấy, cả giống, cả giếc các thứ. Còn nói cho các bạn là cái quá trình ngày xưa mình khởi nghiệp này cũng đi lên từ cái việc là cây ăn quả này đầu tiên. Chứ bây giờ tự nhiên khởi nghiệp một phát này, các bạn chưa có khách, bây giờ bán từ cái hàng 10.000, 5.000 trở lên chứ làm sao mà đã chụp cây 10 triệu mấy mấy triệu để bán được, làm gì có khách. Đúng không? Những cái hàng đắt tiền ấy thì khi các bạn phải làm một thời gian người ta mới tin tưởng thì mới bán được. Còn các cái hàng này là phải cạnh tranh bằng giá. Mẹ trên nông nghiệp mà bán 10.000 là bố phải bán 8.000, bố đăng 8.000 thôi. Đấy, thế là ngày xưa là vớ những cái ông đầu tiên là ông trên Hà Nội. Đấy, là ông ấy bỏ 200.000 với 300.000 ông mua được 5-6 cây. 5-6 cây. À, xong rồi nhà chất chứa rất nhiều thùng xốp. Xong rồi mình cũng tự đi xe ôm. Tức là làm gì có tiền mà thuê người khác làm. Tự mà đi giao hàng. À, đấy là mỗi ngày mà lãi được
trừ tất cả xăng xe với các thứ thì được 200-300 nghìn. Có những hôm mà mẹ đi ship đến tận 2 giờ đêm mới về. Nạt đường. Mẹ đi đến chỗ loại chỗ kia người ta toàn, người ta cho địa chỉ, ngày xưa còn không có Zalo ra nước thì đéo còn Messenger, đéo định vị được. Tìm còn mù hết cả mắt nên. Đây là cam đường canh. Kể những câu chuyện khởi nghiệp của tôi, mẹ ngày xưa thằng nào chả thế. Mình có phải đi bây giờ, mình hỏi ai bây giờ? Khởi nghiệp phải tự mày mò đi chứ. Thế là đi tới lên từ bọn này này. Xong rồi đến khi mà mồm nó to rồi, thấy bán những cái bọn mà mấy chục mấy cả mấy trăm ấy. Nó không ăn thua, tại vì người ta ví dụ như người ta mua nhiều cơ, người ta mua 1000 cây thì mới bỏ. Nhưng còn người ta mua bây giờ cho tôi 2 cây, xong rồi 1 cây cam đường canh, 1 cây bưởi diễn. Thì nó mệt. Thì có tối thôi, tối nếu mà muốn quay lại cái thời thì là live stream. Xong rồi khi vào sổ chốt đơn, giỏ hàng ở những hàng nông nghiệp này không làm thế. Ở tôi thì nói chung là cái thế mạnh là cam đường canh này. Đấy, cam đường canh nó cũng đang bắt đầu ra hoa này, quýt nó cũng đang ra hoa. Đấy. Cái nhãn giống. Toàn nhãn ngon nhá. Gieo hạt xong rồi ghép. Đấy, đây là nhãn này. Nhiều lắm ấy. Nhưng mà đây chỉ cho các bạn xem qua thôi. Ở đây nói chung là nó rẻ nhất có thể. Còn muốn rẻ thì các bạn phải mua nhiều. Nhưng mua 1 cây thì tôi cũng ngại. Bây giờ nó cũng tùy theo cái thủy nó mình. Bây giờ mình ra cái giai đoạn gọi là giới thiệu sản phẩm thôi. Đấy. Chứ còn bây giờ bán nhiều khi các bạn hỏi giá mua 1 cây, 2 cây. Nó mệt. Ở tôi toàn nhãn ngon rồi. Cả vùng trồng nhãn rồi. Còn ở trong Nam ấy thì bây giờ đang ở ngoài chợ tôi đang bán rất nhiều nhãn này. Tôi bảo là với cá nhân tôi thích cái nhãn mà ngoài Bắc này hơn. Nhãn ngoài Bắc này thì nói chung là nó ngọt. Đấy, nó ngọt. Nhưng mà cái người bán nhãn người ta bảo là mẹ tổ sư nhãn ngoài Bắc này nó vào đúng rồi mùa lóng. Ăn thì nổi mụn hết ở mông. Nhãn Nam ấy. Tầm này nó có nhãn. Mang ra ngoài Bắc này ăn thì bây giờ trời vẫn còn rét thì ăn còn được nhãn. Mẹ cái mùa vải với mùa nhãn ở mình toàn vào cái mùa nóng chết mẹ luôn. Thế là tôi bảo là hay là bây giờ ngoài Bắc lại trồng mẹ nhãn Nam. Ở trong Nam thì lại trồng nhãn Bắc. Người ta cứ bảo là nhãn Thái nhưng tôi nghĩ là ở trong Nam. Ở trong cái gọi là nhãn xuồng với cái đéo gì. Nhưng mà tuyệt nhiên đừng trồng nhãn tím nha. Mẹ nhãn tím cùi thì nó mỏng, hạt thì nó to. Ăn chả ra cái đéo gì. Được mỗi cái người ta quảng bá là vỏ nó màu tím này. Xong rồi nó tím từ rễ đến ngọn. Xoài tím thì tôi chưa ăn thôi chứ ổi tím tôi cũng ăn rồi, chả ra cái đéo gì. Những cái loại mà ổi tím với cả nhãn tím ăn chả ra đéo gì. Hạt thì to, cùi thì mỏng dính, ăn chả ra cái mẹ. Còn bà bán nhãn, bà bảo nhãn Thái nhưng tôi bảo nhãn ở trong Nam. Mình bảo là nhãn Bắc là thường ngon hơn. Nhưng bà bảo là mẹ cái nhãn Bắc này, cái mùa thu quả là vào cái mùa nóng. Ăn thì nổi hết mụn ở mông. Bây giờ tầm này ăn nhãn bây giờ nó vẫn mát, ở ngoài Bắc là mát lạnh. Ăn thì nó không sao. Đấy, hôm nay giới thiệu cho các bạn là cái quá trình mà sản xuất cây giống ở đây. Thì đấy là cho các bạn biết là để trí thú mà làm ăn. Đây từ cái bưởi gieo hạt để ghép cam đường canh. Đấy, cam đường canh này mỗi năm ở tôi rất là nhiều. Ghép rất là nhiều. Ở Văn Giang là người ta cũng tiêu thụ những cái hàng này. Đấy, những cái hàng cam đường canh choai này. Người ta mua cây choai cho người ta cho lên chậu. Đấy, người ta bắt quả để Tết người ta bán. Còn các nơi khác thì nói chung là người ta mua về người ta trồng ấy ấy. Cái gì đấy? Bảo cái gì? Cây cam này bây giờ thì nó ra quả với anh. À đây bây giờ nó đang ra hoa. Thì đến Tết. Thường là cái giống cam đường canh này đến Tết là các bạn ăn được quả. Tầm này quất này, cam này. Mấy cả quýt. Quất. Quất thì là tôi thấy là cái dòng quất là quất hoa quanh năm đấy. Còn tầm này bây giờ cam mấy các thứ là bắt đầu nó ra hoa. Đấy bưởi thì đến Tết. Tết các bạn sẽ cam là ăn vào tầm Tết. Cam đường canh này. Đấy, còn các loại khác thì các bạn lấy sau. Đấy là hôm nay giới thiệu cho các bạn các cái nghề này. Cái nghề trồng cây đền bù này. Ngon.
Đấy, còn ở tôi thì đấy là cái nghề trồng làm cây giống, làm cây giống ăn quả. Còn bán thì nói chung là ở đây người ta không bán lẻ. Đây bà con cũng bán số lượng sản xuất ra, mà bây giờ bán lẻ thì nó mệt đi. Còn để cho cái người nào live stream hay là các bạn trên nông nghiệp, hoặc là cái thời ngày xưa mình khởi nghiệp đi, mẹ đăng không có đăng cái cây nhãn này đéo bán được cơ. Tại vì cây nó to à. Cái phân khúc mà lúc mình khởi nghiệp ấy là những cái hộ gia đình ở trên Hà Nội ấy, chung cư ấy, nhà diện tích bé ấy. Người ta mua cây cam này không, người ta mua cái thùng xốp, người ta xin được cái thùng xốp về người ta trồng. Cái đợt khởi nghiệp là chỉ bán những cái cây giống này này. Đấy, quay cây to mà giá rẻ cũng đéo bán được. Cô không phải quay mà đợt ấy là đăng bài. Đấy, phân khúc khách hàng ngày xưa của thời khởi nghiệp của tôi là chỉ có mấy ông chung cư với cả những cái ông ở nhà trên Hà Nội, là những cái ông nhà bé. Xong rồi cái kiểu trồng cây vào thùng xốp ấy. À, mình đăng cam 5.000, 10.000. Chốt bỏ 200.000 ra mua 3-4 cây liền. Xong rồi trồng thùng xốp quanh nhà. Nhiều ông tôi cũng thấy buồn cười, ở tôi quỹ đất nhiều. Mẹ đéo trồng cây ra vườn, lấy thùng xốp học mấy ông ở trên Hà Nội đéo có đất. Cũng mang thùng xốp ra trồng, trong khi ở đây ruộng đầy đéo trồng cây. Bỏ cỏ mà hoang. Ở nhà cũng tập tẹ trồng, trồng mang thùng xốp ra trồng, đéo hiểu kiểu gì. Người ta thùng xốp là người ta dành cho những cái người người ta không có quỹ đất. Nhà người ta toàn lát đá hoa mới đổ xi măng. Đây ra ngoài ruộng đầy ruộng đéo chịu làm, nhưng mà mang thùng xốp về trước cửa nhà đặt trồng cây. Trồng mấy cái cây lá lốt đi cái đéo gì ấy. Nhưng không, ra ngoài ruộng này 3.000 đéo chịu làm. Có mọc tốt luôn. Đấy, ví dụ các ông muốn trồng lá lốt ra, các ông mang ra đây các ông trồng ở két két này thì đầy lá lốt. Nhưng mà đéo trồng, cứ về nhà là 3-4 cái thùng xốp, 5-6 cái thùng xốp trồng 3.000. Buồn cười lắm, mấy ông ở đây quất đào năm vừa rồi kiếm ăn được không? Nói chung là nói trong cái tình hình chung mà cái người sản xuất đi thì năm vừa rồi buồn. Năm nay theo cá nhân tôi thì năm nay còn buồn hơn. Khéo khéo không, năm nay buồn hơn. Chuyện tương lai thì chưa nói năng được cái gì, nhưng mà đại ý còn tôi thì tôi không lo chết đói, đủ ăn. Kiếm thì cũng đéo biết kiếm được hay không. Hôm nay vào cái vấn đề cây ăn quả nha, xoài xiếc nha. Thôi cho các bạn nghỉ nha. Theo anh trồng cây gì là ok? Theo anh giờ trồng cây gì thì ok? Nói chung là theo tôi chắc chắn với các bạn thì đây nha bạn, ví dụ như bạn Đỗ Hùng nha, tim tim mấy cả các kiểu ngôi sao mấy cả trái tim Việt Nam. Theo anh giờ trồng cây gì là ok thì nói thật ra là trồng cây, nói chung là trồng người là ok. trồng người. Tức là các bạn phải làm thế nào để có cái vốn kiến thức, có cái kinh nghiệm mấy cả trải nghiệm mấy cái đéo gì như ông Thái Công nói. Để các bạn quy tụ là nắm người theo dõi. Đấy. Các bạn đọc nhiều. Xong rồi các bạn muốn người ta theo dõi thì các bạn phải giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Ví dụ bây giờ mà tôi mà muốn giỏi cờ tướng thì tôi phải học cờ tướng. Đấy, tôi nói thật nhá. Còn theo cái hướng anh em là theo cái kiểu trồng cây như thế này ấy thì nói chung là nó vất vả. Đấy, còn bây giờ 4.0, 5.0 ấy thì cái mà dễ kiếm ăn nhất là các bạn làm sao mà nắm người theo dõi. Nắm người theo dõi, nhưng mà tôi vẫn nói với các bạn là cái tầm các bạn đang hỏi tôi như này ấy là các bạn vẫn làm được. Tập trung đọc, tập trung làm, đọc và trải nghiệm và có kiến thức. Dù gì nếu mà các bạn muốn mà các cái môn thể thao hay một cái gì đấy, kể cả khi các bạn nói về xoài này này, để người ta phải theo dõi các bạn thì là các bạn phải vượt hơn người ta. Như ông vừa rồi ông bảo là cắt đi rồi làm bonsai ấy. Đấy, các bạn chưa nhìn thấy ai làm xoài như thế thì các bạn phải có một cái sản phẩm khác biệt để quay một cây xoài bonsai nè. Chưa có ai có thì người ta sẽ theo dõi các bạn. Thì trồng cái ý trong cái thời điểm này, mặc dù nó muộn nhưng mà vẫn hiệu quả hơn. Chứ trồng cái này thì nói chung là các bạn phải có cả đầu ra nữa cơ. Chứ tôi nói cái sốt sần sột nhưng mà các bạn không có đầu ra, các bạn đặt bạn ở cái vùng mà nó không bán được hàng, mai sau các bạn chửi bồ mà bố tôi luôn. À, mẹ tổ sư nó bảo cứ bảo trồng cái xoài với trồng cái nọ kia, hóa ra tổ sư thằng bán giống. Nó rất là mệt đúng không? Hóa ra là thành ra là nó đang muốn là bán xoài. Thế nó cứ bảo là theo mình hỏi nó là theo anh trồng cây gì là hiệu quả. Thế nó bảo là trồng xoài đi bạn ơi. Thế là mình lại ôm xoài vì mình trồng, nhưng mai sau đéo hiểu mình trồng xoài để làm gì.
Thế tôi bảo là tốt nhất là trong cái thời điểm này và 10 năm gần đây ấy, là các bạn trồng người là tốt nhất. Trồng người không các bạn, khi đã có người theo dõi rồi hoặc bạn giỏi cái lĩnh vực ý thì mai sau các bạn bán sơ lít sơ chiêng cũng được. Các bạn bán cái mẹ gì cũng được. Nhưng bây giờ các bạn mà không ấy nhá, hôm nay các bạn trồng xoài, ngày mai thấy nó sốt cái đa lại trồng đa, ngày kia nó lại sốt cây mít lại trồng mít, cứ chạy theo. Nhưng các bạn mà quy tụ được, ví dụ các bạn có năng khiếu về một cái môn nhảy dây chẳng hạn, là bắn bi chẳng hạn, bắn cung hoặc gảy lịt chẳng hạn. Thế mai sau là các bạn bán được bi, ví dụ bạn giỏi bắn bi chẳng hạn. Bắn đâu chúng đó. Thế là các bạn bán được bi, thế là có nghề kiếm sống nha. Yeah. Tức là hôm nay nói với các bạn về cái vấn đề ấy. Chứ còn nếu mà cái vấn đề mà các bạn mà tập trung trồng cái gì để nó hiệu quả ấy, khi mà nó đang hiệu quả, tức là giá nó đang cao, thì lúc ấy là người ta bán giống là rất kiếm. Các bạn cái cây giống ăn quả ngoại nhập nó hay có cái kiểu ấy. Anh em chúng nó cứ bảo tôi, mẹ tổ sư cái nghề trồng cây này đéo ăn thua mẹ. Mẹ lúc mua cây giống thì nó đắt, nhưng mà sau đấy khi mình trồng lại giá lại rẻ. Tại vì cái trò ấy nó thế. Tại vì các ông hay thấy là nó đắt thì các ông mới mua, chứ rẻ các ông lại không mua, rẻ thì các ông còn chặt đi cơ. Mà thằng bạn tôi nó hay có kiểu nó cứ bảo thế. Cái nghề trồng cây thì ăn thua nó phụ lắm. Mẹ lúc mà trồng thì nó giống đã đắt. Nó là Việt Quất cũng thế. Nó nhập Trung Quốc 150. Nó trồng 3-4 năm liền, bao phân do. Thực ra bao nhiêu phân do cũng đéo phải, nó bỏ rộng giặc bỏ dài. Hôm vừa rồi nó đánh, nó bán cho khách 101. Trồng 4 năm cuối cùng nỗ mẹ 40. Còn chưa tính công đánh, công hai lần trồng. Trồng xong rồi lại đánh nữa. Nên tôi bảo là có những cái thì nó lỗ, có những cái thì nó lãi. Khi mà nó bắt được cái xu hướng Mid Malaysia nó kiếm bấm. Nhưng mà khi các bạn hỏi tôi là theo anh trồng cái gì thời điểm này, thì người khác người ta hay bảo trồng con ca ve, nuôi con thuốc phiện hay cái kiểu gì. Nhưng mà mình phải nói thật là không cái gì hiệu quả bằng trồng người. Còn sau đấy khi các bạn có kiến thức các thứ rồi, người ta theo dõi các bạn thì các bạn làm cái gì cũng dễ. Còn không thì cây cối này nó cũng mệt lắm, nó phụ lắm. Mẹ lúc các bạn trồng là vì là nó đắt thì các bạn trồng. Nhưng khi các bạn trồng là lúc ấy là bọn bán giống là rất sướng. Khi các bạn trồng xong tất cả nước, hầu như cả nước ấy, hoặc thị trường chung ấy, người ta đua nhau trồng. Sau 3-4 năm sau là đua nhau bán đấy, thì giá nó lại rẻ. Ở trong cái giới trồng cây này nó có cái câu rất hay: lúc trồng thì giống nó đắt. Như cây xoài này thế, lúc trồng kéo mấy chục nghìn một cây con, trồng sau một thời gian này, trồng sau mấy năm liền phọt cứt ra nhà. Đấy, thôi được rồi, nghỉ đã, tôi về nhà cho con cái nó ấy đã. Hôm khác nói về cái vấn đề này, kiếm tiền chứ tiêu tiền thì mệt lắm, tiêu toàn tiêu tiền của bố mẹ rồi.